Mến chào các em học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau ôn lại nội dung của chương trình học kỳ 2 môn công nghệ lớp 8 để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp đến. Nội dung ôn tập bao gồm có các nội dung sau. Câu thứ nhất, so sánh đèn sợi đốt với đèn quỳnh quang. Đối với đèn sợi đốt, ưu điểm của nó là có ánh sáng liên tục, không cần chấn lưu. Nhược điểm là không tiết kiệm điện, tuổi thọ thấp. Đối với đèn quỳnh quang, ưu điểm tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao. Nhược điểm là ánh sáng không liên tục và cần chấn lưu. Đèn quỳnh quang nó có nhược điểm, hai nhược điểm. Tuy nhiên nó vẫn được sử dụng phổ biến vì là nhược điểm của đèn quỳnh quang thì có thể khắc phục được. Nhược điểm thứ nhất là ánh sáng không liên tục. Vậy thì có biện pháp để khắc phục hiện tượng nhấp nháy của đèn quỳnh quang. Biện pháp đó chính là cách thứ nhất là lắp hai bóng đèn lệch pha nhau. Cách thứ hai là sử dụng chấn lưu điện tử. Còn nhược điểm thứ hai là cần chấn lưu. Cần chấn lưu thì chúng ta khắc phục sẽ bằng cách là sử dụng chấn lưu ha. Câu thứ hai là nguyên lý làm việc của đồ dùng loại điện nhiệt. Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện chạy trong dây đốt nóng để biến đổi điện năng thành nhiệt năng. Bộ phận thực hiện chức năng biến đổi điện năng thành nhiệt năng đó chính là dây đốt nóng. Ba nhỏ yêu cầu kỹ thuật của dây đốt nóng. Câu 3, yêu cầu kỹ thuật của dây đốt nóng. Yêu cầu thứ nhất là làm bằng vật liệu dẫn điện, có điện trở suất lớn, chịu nhiệt độ cao. Niken rôm thường dùng làm dây đốt nóng của bếp điện và bàn là điện. Câu 4, phân loại công tắc. Dựa vào số cực thì có hai loại công tắc, đó là công tắc 2 cực và công tắc 3 cực. Dựa vào thao tác đóng cắt thì có công tắc bật, bấm, xoay, giật. Câu 5, phân loại cầu dao. Dựa vào số cực thì cũng có cầu dao 1 cực, 2 cực, 3 cực. Dựa vào điện áp sử dụng thì có cầu dao 1 pha và 3 pha. Câu 6, yêu cầu của mạng điện trong nhà. Đảm bảo cung cấp đủ điện và dự phòng khi cần thiết. Đảm bảo an toàn cho người sử dụng và ngôi nhà. Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa. Sử dụng thuận tiện, bền, chắc. Câu 7, cấu tạo của mạng điện trong nhà. Gồm có các phần tử, công tơ điện, thiết bị đóng cắt, bảo vệ và lấy điện, dây dẫn điện, đồ dùng điện. Câu 8, khái niệm công tắc. Công tắc là thiết bị dùng để đóng cắt mạch điện. Nguyên lý làm việc. Khi đóng công tắc, cực động tiếp xúc cực tĩnh làm kín mạch. Khi các công tắc cực động tách khỏi cực tĩnh làm hở mạch. Lưu ý là khi đóng công tắc ha các em ha. Còn các em mà nói là khi đóng mạch điện là không đúng ha. Thì khi đóng mạch điện thì đâu có liên quan gì tới cực động cực tĩnh đâu. Với trường hợp các em chỉ cần sai ba mấy chữ đầu tiên thôi là cái phần phía sau cô sẽ chấm sai á nha. Vị trí của công tắc thì công tắc được lắp trên dây pha nối tiếp với tải và sau cầu chì. Cách mắc thì công tắc được mắc nối tiếp với tải hay là phụ tải hay là bóng đèn. Còn nếu về vị trí của công tắc so với bóng đèn thì công tắc sẽ nằm ở vị trí là trước bóng đèn. Khái niệm cầu dao. Cầu dao cũng là thiết bị dùng để đóng cắt mạch điện. Tuy nhiên nó thực hiện đóng cắt trên dây pha và cả dây trung tính. Câu 10, công dụng của cầu chì, nguyên lý làm việc của cầu chì. Công dụng dùng để bảo vệ an toàn cho đồ dùng điện, mạch điện khi có sự cố ngắn mạch hay quá tải. Vậy thì khi mạch điện làm việc bình thường, dây chảy cầu chì có công dụng gì vậy các em? Mạch điện làm việc bình thường thì dây chảy cầu chì có công dụng là dẫn điện. Khi có sự cố thì nó có chức năng là bảo vệ mạch điện bằng cách là nó sẽ làm chảy dây chảy của cầu chì, làm đứt dây chảy ha, để ngắt mạch. Nguyên lý, khi dòng điện tăng lên vượt quá giá trị định mức, dây chảy cầu chì nóng chảy và bị đứt, làm hở mạch để bảo vệ cho mạch điện và đồ dùng điện.
Câu 11. Công dụng của aptomat. Aptomat là thiết bị đóng. Aptomat là thiết bị tự động cắt mạch điện khi bị ngắn mạch hay là quá tải. Aptomat là thiết bị dùng để bảo vệ. Thế thì khi có sự cố thì aptomat nó sẽ tự động ngắt mạch điện để bảo vệ cho toàn mạch điện, cho các phần tử ở phía sau. Và đối với trường hợp mà chúng ta sử dụng aptomat ở lớp mình á, thì khi các em đi ra khỏi lớp thì chúng ta sẽ kéo aptomat xuống để ngắt toàn bộ điện của đèn, của quạt. Vì chúng ta đang thực hiện chức năng là của cầu dao. Và khi có sự cố thì aptomat sẽ thực hiện chức năng là bảo vệ. Vậy là aptomat hoặc còn gọi là CP, nó thực hiện chức năng của cầu dao và cầu chì. Câu 12. Đặc điểm của mạng điện trong nhà. Điện áp của mạng điện trong nhà là 220V. Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà đa dạng, công suất đồ dùng điện khác nhau. Sự phù hợp điện áp của thiết bị điện, đồ dùng điện với điện áp của mạng điện trong nhà. Điện áp của đồ dùng điện thì thông thường sẽ bằng với điện áp của mạng điện để đảm bảo công suất tối đa, để đạt được công suất tối đa. Còn riêng với thiết bị điện, ví dụ như là công tắc, cầu dao, thì điện áp của nó thông thường sẽ là lớn hơn điện áp của mạng điện để đảm bảo an toàn điện. Câu cuối cùng, câu 13. Các em hãy xem bài thực hành ở bài 49. Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình. Với công thức tính điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện bằng A bằng P nhân T. A là điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện, đơn vị là watt nhân giờ. B là công suất của đồ dùng điện, đơn vị là watt. T là thời gian làm việc của đồ dùng điện. Lưu ý, với công thức này, A bằng P nhân T là chỉ mới tính điện năng tiêu thụ của một đồ dùng điện. Với trường hợp chúng ta có nhiều đồ dùng điện thì các em phải nhân lên thêm cái số lượng. Đây là tất cả các nội dung ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp đến. Cô chúc các em sẽ làm bài đạt điểm cao. Mến chào các em.